Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là anh Đào Tuy. Tại giờ hôm nay mình đang hóa trang cho mấy đứa này là hai con quỷ, một con quỷ là ma nữ và một con quỷ là ma nam. Một lát nữa thôi chúng ta hãy cùng nhau theo dõi mình sẽ hôm nay đăng ký như thế nào nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ và luôn luôn có một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Giờ mình sẽ đi vào coi hôm nay mình hóa trang như thế nào, mời các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy không? Hai con ma quỷ một lát nữa thôi họ đi diễn. Ngày hội đoàn kết, ngày gọi là ngày đại đoàn kết của làng này, mình hóa trang này. Và cảm thấy hay như này đây mọi người, xoáng thử như ngại lắm, xoáng thử lắm đấy, hay một quỷ đấy các bạn thấy chưa. Đây là thử thôi đấy. Ôi trời, sợ chưa các bạn, nhìn cười chưa. rồi được rồi mình đi diễn đây, đi diễn đi. Thank you.
chút. ก็ลบไปแป๊บเดียวกันช่วยกันช่วยเยอะชอบเอาจุดตายไป